Xin chào cả nhà, The Cloud lại trở lại cùng mọi người với một clip dưỡng da của nhà Sun By Me nữa đây. Các nhân vật chính của chúng ta lần này sẽ là dòng dưỡng da mới mang tên Galactomycin và Snail Drusica Serum. Chúng ta bắt đầu nghe. Khi nói về Galactomycin thì chúng ta có thể nhớ đến giai thoại cách đây vài thập kỷ của một hãng mỹ phẩm Nhật Bản trong quá trình nghiên cứu thành phần dưỡng da từ thiên nhiên đã tình cờ phát hiện ra tác động của men rượu sake lên da người khi nhận ra bàn tay của các công nhân sản xuất rượu cao tuổi vẫn còn căng và mịn hơn nhiều so với da mặt của họ. Vì thế cho đến nay thì men Galactomycin với giá thành dễ chịu vẫn được các hãng mỹ phẩm áp dụng cho các sản phẩm dưỡng da của mình, đơn cử như là Secret Key, Benton hay là Dr. Jar Plus. Trong bộ dưỡng da lần này, Sun By Me cũng đã tích hợp thành phần dưỡng da quen thuộc này vào sản phẩm của mình. Đầu tiên chúng ta hãy khui hộp sản phẩm thứ nhất là Galactomycin Pure Vitamin C Glow Toner nhé. Khi nhìn vỏ hộp giấy thì packaging của dòng này vẫn mang đậm phong cách Sun By Me với hình ảnh sản phẩm bên trong được in rõ ràng trên hộp giấy phía ngoài và được cán bóng UV khá rõ ràng và trau chuốt với tất cả thông tin về sản phẩm được ghi bằng tiếng Hàn Quốc. Nhưng các thông tin quan trọng nhất về thành phần sẽ được highlight ngay phía trên mặt trước sản phẩm và trong trường hợp này, Glow Toner bao gồm 88% lượng nước từ men Galactomycin, một tỷ lệ rất là cao vì chúng ta biết đến thành phần treatment của SK2 có thành phần là 90% từ men Pitera, một loại men có công dụng tương tự như vậy. Trong dòng Galactomycin thì Sun By Me đặc biệt ở chỗ là họ đã phối hợp với 10.000 ppm vitamin C và 10 loại vitamin khoáng chất khác. Lần đầu tiên trong thị trường có một sự phối hợp ngẫu hứng tới như vậy. So sánh một chút về hai loại toner của Sun By Me nhé. Dòng Miracle Toner có bao gồm AHA, BHA và PHA từ tràm trà sẽ thích hợp với các bạn có da mụn sưng đỏ và có nhiều tế bào da chết sần sùi. Còn dòng Glow Toner sẽ phù hợp với các bạn muốn cải thiện nếp nhăn nhỏ, đốm nâu hay muốn làm sáng da. Vậy còn chất của hai dòng toner này có gì khác nhau? Hãy cùng The Cloud test thử chúng nha. Như các bạn quan sát, chất của Galactomycin có màu vàng cam đậm, đặc trưng của các dòng sản phẩm có chứa vitamin C và ở dạng lỏng, hơi nặng hơn nước một chút xíu. Sản phẩm có mùi thanh thanh hơi chua chua giống như mùi của kẹo vitamin C mà trẻ em hay ăn. Trong khi Miracle Toner thì có mùi tràm trà the mát cùng chất toner lỏng như nước và trong suốt. Khi lên da, cả hai loại toner đều dịu nhẹ, làm sạch da và thấm nhanh, để lại bề mặt da khô ráo hoàn toàn, không hề bị nhờn hay dính. Đây cũng là điểm mà mình thích nhất ở các dòng toner của hãng. Chỉ khác một cái là ở dòng Glow Toner, các bạn sẽ cảm thấy da hơi tingling một chút xíu nếu các bạn chưa quen với việc sử dụng sản phẩm dưỡng có tính acid, giống như việc một số sản phẩm vitamin C sẽ hơi gây nóng mặt khi vừa apply lên vậy. Tuy nhiên, đối với Sun By Me, cảm giác đó qua rất nhanh và khi toner thấm hết, làn da sẽ khô ráo và hoàn toàn thoải mái. Hãng cam kết mang lại một làn da sáng mịn hơn, cải thiện nếp nhăn và cải thiện bề mặt da. Glow Toner được niêm yết với cái giá là 39.000 won cho 200ml sản phẩm. Đến với sản phẩm thứ hai, Galactomycin Pure Vitamin C Glow Serum. Đây là bước quan trọng để quyết định hiệu quả dưỡng da của chúng ta có cao hay không là dựa vào việc các bạn có sử dụng serum hay không. Vì thành phần dưỡng da bên trong serum lên tới 30.000 ppm Pure Vitamin C, gấp 3 lần so với toner, đặc biệt là chỉ tích hợp trong 30ml sản phẩm mà thôi. Tức là thành phần vitamin C của serum được cô đặc hơn toner rất rất nhiều. Bên cạnh đó, thành phần nước men Galactomycin chiếm tỷ lệ 75% cùng với 10 loại vitamin khác cũng tương tự như trong sản phẩm toner. Với vỏ hộp giấy cũng tiêu chuẩn theo phong cách của hãng, sản phẩm được đựng trong chai nhỏ có nắp đầu bơm tích hợp thuận tiện và dễ dàng điều chỉnh lượng sản phẩm cần dùng. Mỗi lần sử dụng chúng ta cần bóp phần nắp để hút sản phẩm vào ống thủy tinh, sau đó nhẹ nhàng nhấc ống ra khỏi chai. Sản phẩm được niêm yết với giá 42.000 won cho 30ml được xếp vào loại mid end. Chúng ta sẽ test thử chất của Glow Serum như thế nào nha. Khi nằm bên trong ống bơm thì sản phẩm có màu vàng nhạt hơn so với màu của toner và khi bơm sản phẩm ra tay thì mình có thể thấy chất của serum là dạng gel lỏng và có độ dính nhẹ, các bạn có thể quan sát trên đây. Sản phẩm sờ vào thấy mát mát. Chúng ta sẽ test sản phẩm lên phần da đã được lau kỹ với toner nhé. Mình đã thử dùng một số loại serum vitamin C và cảm giác chung là tất cả các loại đó đều có cảm giác hơi châm chích hoặc là nóng mặt khi lên da, đặc trưng chung của các thành phần vitamin C. Nhưng đối với Sun By Me thì cảm giác này rất là tối thiểu và từ lần sử dụng thứ hai trở đi thì bạn gần như đã quen và không còn nhận ra điều đó nữa. Đặc tính của men Galactomycin cộng với vitamin C sẽ làm da chúng ta tươi sáng, đều màu hơn và một số tàn nhang đốm nâu sẽ được mờ dần đi. Một số thí nghiệm khoa học đã chứng minh là thành phần vitamin C có khả năng làm thu nhỏ lỗ chân lông nữa đấy. Cho nên các bạn hãy tập trung thoa serum vào những vùng có lỗ chân lông to nhé. Cũng tương tự cho các dòng sản phẩm khác, các bạn nên test sản phẩm lên phần da phía sau tai trong 24 giờ để thử độ kích ứng cho làn da trước khi sử dụng. Vì mỗi người chúng ta sẽ có khả năng bị kích ứng khác nhau nên cẩn thận không bao giờ là thừa hết. Tuy vậy, Sun By Me là hãng mỹ phẩm đã được test thử bởi các bác sĩ da liễu và không sử dụng 20 thành phần bảo quản gây kích ứng cho da, nên chúng ta có thể yên tâm là khả năng gây kích ứng khá là thấp. Khi vừa lên da, sản phẩm sẽ có độ ẩm và hơi dính nhẹ, nhưng sau khi tán và massage khoảng 2 phút thì bề mặt da sẽ khô ráo và giữ được ẩm rất tốt. Toner và Glow Serum sẽ là một bộ đôi hoàn chỉnh cho các bạn có mong muốn làm sáng da và cải thiện chất da của mình với chi phí phải chăng.
Phẩm cuối cùng mình review trong hôm nay sẽ là dòng serum mới toanh Snail True Seeker Mineral Repair Serum, là một sản phẩm độc lập và có thể phối hợp với bất cứ dòng sản phẩm nào của Sun by Me. Snail True Seeker sử dụng concept phối hợp hai thành phần dưỡng da quen thuộc nhưng chưa bao giờ được áp dụng chung với nhau, đó chính là 880.000 ppm chất nhuận ốc sên đen cộng với 10.000 ppm tinh chất chàm trà, tạo nên một công thức mới được Sun by Me đăng ký bản quyền mang tên Snail True Seeker 890.000 ppm, và đây cũng chính là tên của sản phẩm, được niêm yết với giá là 42.000 won cho 50ml. Serum Snail True Seeker được đựng trong hộp giấy cán bóng màu đỏ khá đơn giản và không có hình ảnh sản phẩm trên mặt trước như các dòng sản phẩm khác, và có date in dưới đáy hộp cùng tem niêm phong phía nắp trên. Bên trong sản phẩm được đựng trong chai nhựa tròn trong suốt màu đỏ, có nắp pom đen và thiết kế khá cơ bản. Chất của serum là dạng gel đặc và nhờn, cũng như tất cả các loại dưỡng da có gốc từ ốc sên. Chúng ta hãy test thử chất của nó nhé. Phần bơm khá chắc chắn và mỗi lần bơm chúng ta sẽ lấy ra được một lượng sản phẩm kha khá. Cho một lần sử dụng chúng ta cần pom khoảng 2-3 lần. Các bạn có thể quan sát thấy độ nhớt và dính của chất gel trong suốt này trên tay mình. Khi chúng ta chạm vào serum và nhấc tay lên, các bạn có thể thấy phần serum được kéo thành những sợi dính cho thấy độ nhớt rõ rệt. Và đó là do lượng chất nhờn ốc sên khá cao, lên tới 880.000 ppm trong sản phẩm. Khi lên da, chất serum cung cấp độ ẩm tốt, cảm giác mát mát và giúp chúng ta dễ dàng massage. Tuy nhìn thấy nhớt như vậy nhưng khi chúng ta massage tầm 1-2 phút thì chất serum đã thấm hết vào da, để lại bề mặt da đủ ẩm, và khi vỗ tay lên mặt các bạn sẽ cảm nhận được da có độ hút dính vào tay nhưng không bị nhờn, và sau 4-5 phút thì da khô lại hoàn toàn luôn. Sản phẩm rất ổn dành cho các bạn có da dầu vì không bị nhờn, và cũng có thể dùng được cho các bạn có da khô luôn. Nhưng nếu cần cấp ẩm nhiều hơn, các bạn da khô hãy lựa chọn top lên trên bằng một loại kem dưỡng có độ ẩm cao hơn để bổ sung nhé. Để cho một bộ dưỡng da cơ bản, các bạn sẽ sử dụng thứ tự các sản phẩm như sau. Bước 1, sử dụng một trong hai loại toner. 2, sử dụng một hoặc cả hai loại serum. Nếu các bạn muốn sử dụng cả hai loại serum cùng một lúc, các bạn sẽ dùng theo thứ tự dòng lỏng trước và dòng đặc hơn dùng sau, đó là Glow Serum trước và Snail Serum sau nhé. Bước 3, sử dụng kem dưỡng để siêu độ ẩm. Và buổi sáng các bạn sẽ dùng thêm một bước kem chống nắng để bảo vệ da. Đối với các dòng dưỡng da có chứa vitamin C nguyên chất thì hiện tượng sản phẩm bị oxy hóa sau một thời gian rất thông dụng và sẽ trở nên sậm màu hơn lúc đầu. Do đó các bạn nên bảo quản chúng trong ngăn mát tủ lạnh để đảm bảo sản phẩm luôn tươi mới, đồng thời bổ sung thêm khả năng cooling effect cho làn da. Các bạn nghĩ sao về các sản phẩm mới này của Sun by Me? Trong hai dòng dưỡng Miracle và Glow thì dòng nào làm các bạn hứng thú hơn? Hãy comment bên dưới cho The Cloud biết cảm nhận của các bạn nhé. Đừng quên click vào hình cái chuông bé bé xinh xinh để nhận được thông báo về video mới nhất cũng như gia nhập vào gia đình The Cloud bằng cách like fanpage The Cloud Beauty và follow Instagram The Cloud Beauty. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye!